đó thì các bạn có thể thấy là anh chặt theo cái đường của cái gốc của cái muối đó để không có bị phạm vô cái trái đó. Đó, quý vị có thể thấy không ạ? À? Đó. Rất là điêu luyện. Đó. Đó, chúng ta thấy là không hề mà phạm nhiều vô trong cái thịt của cái trái thốt lốt. Thưa quý vị và các bạn, mình có tới một cái tiệm của chị bán cái loại đặc sản của vùng An Giang, Châu Đốc, đó là cái món mà thốt lốt đó. Thì mình có xin phép anh chị để mà ghi hình lại cái cảnh mà anh đang chặt cái trái thốt lốt đó. Đó thì cho quý vị xem. Mình chặt hàng ngày chắc nhiều dữ lắm anh hả? Cũng được. Dạ. Đó thì em thấy là anh làm coi bộ là rất là nhuần nhuyễn, thuần thục. Đó thì cái cách mà anh chặt vậy đó. Là mới đầu là mình chặt cái gốc trước hay sao? Nó có đằng sau nó có cái cọng của nó. Dạ. Cái trái. Đó nó ba múi luôn hả? Dạ. Ồ. Trái nó trẻ qua ba múi. Đó. Đó. Hình như là có trái thì nó ba muối ha. Có trái thì hai muối. Đó. Đó thì anh mới hướng dẫn cho mình là cái cách mà để chặt cái trái thốt lốt đó. Đó thì đó thì các bạn có thể thấy là anh chặt theo cái đường của cái gốc của cái muối đó để không có bị phạm vô cái trái đó. Đó quý vị có thể thấy không ạ? À? Đó. Rất là điêu luyện. Đó. Đó chúng ta thấy là không hề mà phạm nhiều vô trong cái thịt của cái trái thốt lốt. Rất là chuyên nghiệp thưa quý vị. Ở đây là cái thốt lốt rất là tươi. Đó, rất là tươi. À cũng như là dạng cây dừa ấy luôn. Của người địa phương mình đó. Ngon không? Bây giờ thì theo em biết là cái trái này cũng như là để làm đường thốt lốt luôn đó anh. À, cái đường thốt lốt thì lấy từ cái bông nước này nè. Từ cái nước này ha. Đó thì tìm hiểu đó là anh chị cho biết đó là cái đường thốt lốt mình ăn đó là làm từ chiết xuất từ cái nước này nè. Đó cái chai nước thốt lốt này nè. À, từ cái bông hả? Cái bông hứng từ bông. À mình hứng từ cái bông. Đó cái đực thì lấy nước ha. Cái thì nó có cái trái này hả? Đó. Thì hôm nay mình mới tìm hiểu mình mới biết được cái cây đực á là cho cái nước ha. Đó, còn cái cây da cây cái ha. Trái. Cho cái trái này nè. Đó quý vị có thể thấy trái là chụp đó, chụp quầy. Đó, nguyên cái quầy dừa này nè, thốt lốt này nè. Đó, cho nên là mình được anh chị ở đây. Đó. Giải thích rất là cặn kẽ về cái trái thốt lốt này. Thì hàng ngày thì mình thường bán ở đây hả anh chị? Ở đây không? Dạ.
đó. Thì quý vị mà có đi du lịch về cái miếu Bà Chúa Xứ đó thì mình về chợ Châu Đốc nó anh đang chặt nè, nó rất là tươi thưa quý vị, nó đang chặt từ cái trái ra luôn nè, đó cho nên là rất là hợp vệ sinh. Đó, mình thấy là cái hàng quán chi rất là sạch sẽ, có thể ghé để mà ủng hộ và thưởng thức cái hương vị của An Giang, đặc sản của An Giang đó. Đó thì cũng mua về làm quà cho bà con mình cái vùng An Giang này, nó rất là cái món này rất là đặc trưng của địa phương. Chả này ăn mát không? À, như mát ha anh ha. Mát, chả này rất là mát. Thì theo em biết là cái loại cây này hình như nó chỉ mọc ở cái khu vực mà Bảy Núi mình thôi phải không? Ở Bảy Núi có, ở bên Campuchia có. À, là có nghĩa là cái vùng mà biên giới đó ha. À, bên Campuchia nhiều nhất. Đó, cho nên là nó cũng là một cái đặc sản của địa phương ha. Thì cái nước đó là người ta nấu ra ha. Người ta hứng từ cái bông về rồi ta mới nấu lại. Dạ, đó. Rồi mới ra thành cái đường thốt lốt. Đó, là cái đường mà quý vị có thể thấy nè, nó đặt lên đó, con đường đó là cái hũ đường này nè, đó quý vị có thể thấy đó, cái đường hũ này nè, đó đó mình nấu ra đó, còn cái trái thì mình ăn cái trái đó, rất là đặc trưng của vùng địa phương. Cái loại đặc sản của địa phương. Đó, anh chị ở đây rất là vui vẻ để mà giúp mình tìm hiểu cái món đặc sản của địa phương ở vùng miền này. Trái nó gọt ra rồi là nó gì nè, nó chặt. Thì cái anh nó đang chặt đó, thì bây giờ là cái trái là chị đang khử ra nè. Đó, cái cách mà chị khử nè, quý vị có thể xem đây. Đó, rất là chuyên nghiệp, nó làm rất là lẹ tay. Đó, chị đang khử cái trái ra đó. Thì sau khi mình khử ra rồi mình mới tắt cái lớp vỏ ngoài ha. Xong rồi người ta mua đem về, mua cái này nè, nó ai ăn nó gọt giống như. Đó, thì có nghĩa là mua đem về á thì mình để y vậy ha. Cho nó cũng như là nó bảo quản luôn ha. Để lâu được nè. Đó, nhìn rất là ngon luôn quý vị, tươi nữa, tươi ngon nữa. Đó. Đó là cái trái này, là cái trái mới vừa anh mới vừa chặt nè, vừa tách ra nè. Đó, chị tách ra nè. Đó, thì nếu mà mình sử dụng liền á, nè, ăn liền á là chị gọt ra như thế này. Đó, rất là ngon thưa quý vị, rất là vệ sinh. Mà nó tươi nữa. Đó. Đó, còn khi mà mình muốn mua về mình sử dụng, mình để được lâu đó thì mình để y như vậy. Đó, còn cái vỏ này nè, nó mới bảo quản được cái trái bên trong. Đó, cái cách thức là như vậy. Cho nên để mà quý vị có thể mua về dùng mà biết được cái cách dùng nó, trái nó không có bị hư. Theo em
biết là cái này đó, cái nước này nè, nếu mà mình để lâu là nó lên men dữ lắm ha chị hả? Mình phải để tủ lạnh đúng không? Để lạnh. Đó, mình phải bảo quản ha. Có lạnh hoài mới được. Không có lạnh thì nó có ga với bia vậy. Bởi vì em thấy là khi mà mình mua mà mình để trong cái can đó là khi mà chạy sóc sóc á là ga. nó tạo cái hơi ga lên. Có bọt từ lên men mà. Nó có một cái loại vỏ cây sến ngâm chung với nó. Dạ. Có lấy nước được, nó không bị chua. Dạ. Có nghĩa là phải có cái cây đó mới được ha. Có cây đó mới được. Cây sến hả? Cây sến. Đó quý vị ơi, có thể là tìm hiểu thêm đó, anh nói là khi mình lấy cái nước đó là phải có thêm cái vỏ cây sến đó, kêu bằng cây sến đó, để mà lấy để nó không có bị chua ha. Nó không có bị chua, nó không lên men, nó không có lên men để mà làm cho cái biến chất cái nước thốt lốt đó. Thì mà mình cũng rất là may khi được anh chị rất là nhiệt tình giải thích cũng như là hướng dẫn cho cái cách mà mua về dùng để tìm hiểu cái món ăn đặc sản của vùng Tân Châu, xin lỗi, của vùng An Giang, mà đặc biệt là ở Châu Đốc này. Đó, thì nếu mà mình mua về đó thì mình vô bịch như thế này ha. Bịch ký. Đó, bịch ký vậy đó. Đó, cần ký ký vậy đó ha. Một ký là mình bán nhiêu vậy? 35.000. Một ký 35.000 nha quý vị. Đó. Đó thì quý vị có dịp mà du lịch về Châu Đốc với miếu bà chú xứ thì ghé chợ Châu Đốc. Đó, xin nhắc lại là số 75. Đường Chi Lăng ha. Đó, để ủng hộ cái gian hàng của anh chị đây. Đó, thì cũng xin cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Đã hỗ trợ. Và chúc anh chị mua may bán đắt ha. Nếu thấy video hữu ích thì các bạn vui lòng subscribe, đăng ký kênh, đồng thời like, chia sẻ và góp ý để mình thực hiện tốt hơn những cái video clip sau.